ơi hai em tuấn xin chào tất cả mọi người thì hôm nay em có một cái máy à, hàng này là hàng xuất tay từ Mỹ về à, con này là một cái máy khoan nha mọi người con này nó có model đó là DCD 991 thì con này nó là cùng đời với DCD 996 mọi người à, nó được sản xuất tại à, Metalu ở đây nha mọi người đó Metalu ở đây à, về cái thông số và lực thì nó đều ngang ngửa với cái cây à, DC, à nó bằng với cây DCD 996 và cái con này nó được sản xuất nó 2021 cũng hai à 2022 luôn nha mọi người. Nè, Máy tên ở đây nè. À, đặc biệt là những cái dòng này nó được sản xuất tại uh, Mỹ. Khá là chất lượng nha mọi người. Thì uh, con này và con DCD996 nó sẽ sản xuất tại Mỹ. Khá là chất lượng. À, về cái ưu điểm con này nó sẽ ngắn gọn hơn. Ngắn gọn hơn so với DCD996. Ngắn gọn hơn. Và mình sẽ tháo ra và review cho mọi người xem sơ nha. đây mọi người thấy khá là gọn luôn à, con này nó có sự khác biệt đó là nó sẽ không có chức năng búa không có chức năng búa à, tất cả các thông số nó đều là như DCD996 từ, từ cái cấp à, độ vòng tua tới lực Newton đầu kẹp của ba ly đó nó y chang luôn nhưng mà nó khác nhau là nó không có cái chức năng búa và cái bộ hộp số nó sẽ ngắn hơn thì à, hiện tại là mình không có một cây DCD 96 mình hết rồi thì mình có một cây DCD 99 nè cho mọi người xem thì uh, nó sẽ có một cái bộ hộp số đây nha mọi người mọi người so sánh nè đó, nó sẽ ngắn hơn thấy không đó, nó sẽ ngắn hơn sẽ ngắn hơn một tí khá là gọn đó vẻ con này khá là gọn lực nó khá là mạnh 95 mươi newton uh, nó cũng được trở uh, thêm một cái uh, tay cầm đây là cái tay cầm trợ lực đó dành cho anh em nào rút lỗi anh em sử dụng con này cũng khá là ok luôn Rồi thì mình sẽ cắm một viên pin vào test thử cho mọi người xem nhé. Đó, về hàng Mỹ thì cái độ uh, mượt mà của nó rất là đã nha mọi người. Rồi, về cái con này, uh, mình sẽ cho mọi người xem cái thông số ở phía dưới đây. Thì uh, DCD996991 uh, 991 nè, uh, sản xuất 2022 và Made in USA. Đó, uh, Made in USA. Rồi, thì uh, body này thì mình về được một cây. Nếu anh em nào quan tâm thì anh em có thể liên hệ với mình. Uh, giá hiện tại body mình đang bán đó là 2 triệu 2, 2 nha mọi người. 2 triệu 2 body và mình có về thêm một cái dòng cưa xích nè con này là cưa xích khủng luôn nha mọi người à, đường kính lam xích của nó đó là 18 inch tương đương tầm khoảng 45 cm Đó con này khá là khủng luôn con này về cái động cơ của nó là kiếp lắm máy xăng máy xăng nhiều máy xăng lạc sạc dòng phân khúc uh, vừa tiền là không bao giờ chạy qua con này nhé mình đảm bảo mọi người luôn con này nếu mà anh em nào mà sử dụng đi cưa rừng nè đi uh, tỉa cành nè ở trong rừng nè đó thì cái con này tuyệt vời luôn nha mọi người chạy cực kỳ em mình đảm bảo với anh em là em cực kỳ luôn à, xài rất là sướng nha rồi à, bên này thì mình có về thêm hai cái à, các đa năng của đồ quơ đó thì cái con này mẫu nó là DCS 438 hiện tại ở Việt Nam chưa có nha nhưng mà ở trên những cái website à, ở Việt Nam á, thì à, đang giá từ lừa nhưng mà chưa có hàng đâu mọi người thì hiện tại con này chỉ có hàng Mỹ mình mang về thôi đó giá hiện tại con này á, là 4 triệu tám một body nó được sản xuất tại Mexico con này thì nó cắt đa năng cắt gỗ cắt gạch uh, cắt sắt đó anh em có thể sử dụng con này uh, để cắt nhé con này sử dụng pin 20V khá là tiện lợi luôn và vòng tua của nó cực kỳ là khỏe luôn con này cực kỳ khỏe nhé so với Miyuki con này ăn đứt Miyuki 12V luôn rồi thì uh, mình về là như vậy để nếu mà anh em nào có quan tâm thì anh em có thể liên hệ qua mình số điện thoại 0703 249910 hoặc là số Zalo 0343256802. Rồi, em Tú xin chào tất cả mọi người nhé.